Đứa nhỏ đáng yêu này đã được vài tuần tuổi. Nó trông thật khỏe khoắn và đã biết cách lặn nổi dưới nước. Thật không phí công sức sinh nở và chăm bẩm vất vả của Hà Mã Mẹ. Nhưng Hà Mã Mẹ sẽ phải làm một công việc khó nhọc hơn nữa. Thời gian ở cữ của nó đã hết. Giờ nó phải dẫn con non về lại đàn, nơi luôn có những con hà mã đực hung hăng. Chúng luôn tìm cách triệt hạ con non. Đó là điều xảy ra phổ biến ở giống loài này. Mục đích của hà mã đực là muốn sớm giao phối trở lại với hà mã mẹ. Nên việc dẫn con về lại đàn là một việc nguy hiểm hơn là khó nhọc. Mạng sống của hà mã non sẽ phụ thuộc hết vào sức mạnh và sự khéo léo của hà mã mẹ. Hai mẹ con đã tới nơi. Giữ khoảng cách từ xa là việc làm không khéo. Hà mã mẹ cần chứng tỏ nó đã từng là một thành viên thân thiết của đàn. Đám hà mã trong đàn đang theo dõi và nhận định đó là ai. Bởi hà mã là loài có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao. Bất kỳ kẻ lạ nào xâm nhập vào lãnh thổ của chúng đều nhận kết cục không tốt. Một con hà mã đực to khỏe tiến ra chặn đường. Trong khi đó, một con hà mã con khác vẫn lặng lẽ đi theo sau. Nó luôn tìm cách tiến sát về con non. Hà mã mẹ cho phép nó lại gần vì nó là đứa con lớn của bà mẹ này. Ông anh cả không phải đang chào đón đứa em của mình. Nó dường như không thích đứa em này thì phải. Nhưng hà mã mẹ không bận tâm. Bà mẹ này đang tính cách để đối phó với gã đực trước mắt. Hà mã mẹ dương cổ lên kêu nhiều tiếng. Có thể đây là một hình thức giao tiếp của hà mã. Gã đực rất khó tính và hung hăng. Hà mã mẹ không vì thế mà chùn bước. Nó xông thẳng về gã đực nhưng không tấn công. Cuối cùng, gã đực đã bỏ chạy đi nơi khác. Hai mẹ con hà mã được công nhận là thành viên của đàn. Bởi kẻ duy nhất muốn gây sự đã từ bỏ. Nhưng một mối đe dọa nghiêm trọng hơn lại xuất hiện. Đứa con lớn của bà mẹ này đang tỏ ra thái độ thù địch. Nó có cơ thể đầy sẹo và dường như thích gây sự. Có thể là ghen tị, nhưng điều đó là rất nguy hiểm với hà mã non. Nó đã bắt đầu tấn công đứa nhỏ. Vì đều là con cả nên bà mẹ chưa có động thái gì quyết liệt hơn. Đứa nhỏ nếp sát vào mẹ mình. Nó lại tìm cách tấn công. Đứa nhỏ hoảng sợ bỏ chạy. Tình thế này thực sự không ổn. Đứa nhỏ bị thương bất kỳ lúc nào. Bà mẹ này quyết định không nhìn nữa. Nó lao tới đánh đuổi đứa con lớn chạy đi. Một hành động cứng rắn để bảo vệ con non. Cuối cùng, hai mẹ con đã có được giây phút bình yên, sống chung trong một lãnh thổ nhưng giữ khoảng cách xa. Vừa không sợ thú dữ rình rập, vừa không bị thành viên khác làm tổn hại đến con non.